Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì hiện nay có rất nhiều phụ huynh chọn cho con em mình đi du học tại đất nước Singapore từ rất sớm, ngay khi các bé này còn đi học ở cấp tiểu học từ 7 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì nhiều quý phụ huynh lại băn khoăn chưa biết là làm thế nào để con em của mình được vào học các trường công tại Singapore. Và nhân đây thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn cũng như quý phụ huynh chương trình học và luyện vào trường công lập tại trường Dimension. Đây là trường chấp nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên. Và trường cũng đào tạo đa dạng các khóa học phù hợp với nhiều lứa tuổi để cho các bậc phụ huynh lựa chọn. Và đặc biệt thì các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore cùng trường Dimension nhằm tìm hiểu chương trình tiểu học và trung học cơ sở tại Singapore. Thời gian diễn ra là từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 tới ngày 28 tháng 7 năm 2017. Buổi sáng là từ 9 giờ tới 11 giờ và buổi chiều là từ 15 giờ cho tới 17 giờ. Và để có thể hiểu kỹ hơn về chương trình học cũng như là chương trình luyện vào trường công lập tại trường Dimension ở Singapore thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 028 3848 4879 hoặc là 028 3838 2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào fanpage du học Tân Đại Dương. Nhân đây thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu tới các bạn chương trình học tại trường Dimension bao gồm như là đầu tiên đó là chương trình giảng dạy tiếng Anh, chương trình luyện thi vào trường công lập cấp 1, cấp 2, chương trình luyện thi O level và A level, chương trình cấp 1 quốc tế RE 2, 3, 4, 5, 6 lấy bằng của Cambridge International Examination, và chương trình cấp 2 quốc tế là IGCSE là 1, 2, 3, 4. Ngoài ra trường còn đào tạo chương trình về các ngành liên quan đến du lịch và khách sạn, nhà hàng. Và cuối cùng là trường còn có các khóa du học hè ngắn hạn từ 1 cho tới 4 tuần dành cho các bạn sinh viên, hoặc là các bạn có thể tham gia khóa học chuyên nghiệp dành cho các cán bộ giáo viên công nhân viên chức. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học cũng như là mức học phí, các khóa học hoặc là các học bổng của trường Dimension dành cho các bạn thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương qua các địa chỉ. Địa chỉ thứ nhất là mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại là 028 3848 4879, hoặc các bạn có thể ghé địa chỉ thứ hai đó là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại là 028 3838 2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.